Quý vị thân mến, tiết trời se lạnh vào buổi sáng sớm và chiều tối, ban ngày thì nắng gắt, thậm chí là có mưa ngay giữa mùa khô. Đây chính là nguyên nhân gây gia tăng tình trạng trẻ em, trong đó có đối tượng học sinh mắc các bệnh liên quan đến hô hấp. Trường Trung học cơ sở Trần Ngọc Quế, quận Ninh Kiều hiện có sĩ số hơn 1.000 học sinh. Sau kỳ nghỉ Tết, cũng như ở nhiều cơ sở giáo dục khác, trung bình mỗi ngày, phòng y tế của nhà trường tiếp nhận 3-4 trường hợp học sinh đến thăm khám sức khỏe. Với cái thời tiết mà thay đổi thất thường á, chuyển mùa từ nóng sang lạnh thay đổi thất thường thì hiện nay các em học sinh có những cái vấn đề về các bệnh như là cảm cúm, ho, đau họng và đau đầu. Rồi các bệnh về đường hô hấp khác, phòng y tế thì mỗi ngày tiếp khoảng 4 đến 5 em phải đến khám sức khỏe. Cái giai đoạn này là thường trẻ nhỏ cũng như là người lớn thường hay mắc những cái bệnh, ví dụ như là có khi là cảm thông thường, có khi là cảm cúm, những cái bệnh viêm đường hô hấp. Trên tinh thần nắm biết, rồi mình cũng lồng ghép trong các cái buổi sinh hoạt lớp, sinh hoạt dưới cờ, đặc biệt là tuyên truyền sâu rộng để cho học sinh nắm biết và cái đội ngũ cán bộ giáo viên mình biết để mà có cái phương án phòng chống dịch bệnh. Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, số lượng bệnh nhi đến khám hô hấp tại Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ cũng có dấu hiệu gia tăng. Ngoài yếu tố thời tiết bất thường, theo các bác sĩ, qua Tết, sau một thời gian vui chơi, đi lại nhiều, thay đổi môi trường, sinh hoạt không điều độ, các em nhỏ lại càng dễ mắc những bệnh của đường hô hấp trên, sổ mũi, nghẹt mũi, viêm họng, sốt, hoặc các loại bệnh hô hấp thông thường như viêm phế quản, viêm amidan, hen suyễn. Các bậc phụ huynh cần biết cách chăm sóc trẻ đúng và hợp lý. Nhiệt độ mà cái phù hợp nhất của nhiệt độ phòng là khoảng 28 độ C. Tránh trường hợp là cho trẻ đóng kín cửa suốt ngày. Và cũng tránh trường hợp là bắt máy điều hòa hay là máy sưởi quá nóng thì cũng dẫn đến tình trạng khô da hoặc là khô đường hô hấp, làm cho trẻ dễ bị khó thở. Cái thứ hai là ủ ấm, thì ủ ấm cho trẻ ở mức độ vừa phải. Tránh trường hợp là ủ ấm quá dày làm cho trẻ trở nên đổ mồ hôi nhiều, và như vậy cái mồ hôi nó sẽ thấm ngược vào trong làm cho trẻ dễ bị cảm lạnh. Bên cạnh đó, gia đình cần ổn định lại chế độ sinh hoạt, học tập của con, cho các em ăn đủ chất, uống đủ nước, ngủ đủ giấc, tập thể dục, vệ sinh cá nhân và tiêm đủ liều vaccine phòng bệnh. Khi trẻ có các biểu hiện như ho, sốt, sổ mũi, đau đầu, mệt mỏi, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị kịp thời.